tại bầu trời buổi chiều ở tỉnh Đồng Tháp, cô chú anh chị và các bạn. Mây giờ mới rơi hồn không? Mình đi mình quay một đoạn cho cô chú anh chị coi ha. Sáng trưng luôn hả mọi người, sáng trưng luôn. Nguyên một góc trời luôn á. Đó, ghê hồn đó mọi người, đó. Đó mà đỏ đậm luôn á, y ghen lửa ấy. Đây là tuyến đường của Lao Dung Đồng Tháp nha mọi người. Đó cực luôn ha. Nhìn bầu trời đang có hiện tượng lạ mọi người. Đó. Cái này nằm về hướng bắc à. Nguyên một quần luôn ha, nguyên nửa một nửa bầu trời luôn. Có cái đám mây trắng trắng xanh xanh mà đen đen ngộ lắm mọi người. Nó phút mấy cái hàng cây này rồi mà nhìn không thấy được, lúc nãy quay phớt ngang thấy. Phút dưới đây nè, đó, thấy không? Có một lỗ đen hôi luôn. Nước thủy triều nó lên là buổi tối với buổi sáng là ngập lúc luôn. Chiều cường á. Chiều cường lên là ngập lúc luôn nha mọi người. Đó, bầu trời này không? Đó, ngộ đó mọi người. Nó có một cục trên đó sáng trưng nó ngộ đó. Cục cái gan như là cái gì vậy đó. Đó mọi người thấy không? Nó có một vòng tia lên thấy không? Đó, cái này mình tình cờ chạy xe gặp đó mọi người thấy không? Có nguyên một vòng luôn ha. Vòng lỗ bành kia nè đó. Sáng ống ánh luôn. Cái này cây nhiều quá hơi phức. Đó này nè, sáng ống ánh luôn nha mọi người. Đó, nguyên một chùm đó, đó sáng trừng luôn ha. Ống gà thì mình không thấy, bữa nay mình mới thấy à. Sáng nguyên một góc trời luôn ha. Này mình vừa chạy xe mình vừa quay ha. Người thấy không? Cái này là đúng 6 giờ đó.
buổi chiều tối buổi tối á, buổi tối cái chừng 8 đến giờ là nước ngập lút luôn nha. Hiện tại giờ thì trời nó ổng chưa có mưa rồi, giấc nãy mưa rồi mà tạnh rồi. Mình đang mặc áo mưa, mưa giấc nãy ngoài qua lông. Đây là tuyến đường mình chạy thường xuyên đi chợ với đi công việc, mình chạy đường này nè. Này là đường này mình đi về nhà. Mình chào mọi người ha, nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình đang xem những clip tiếp theo ha.